Lại nữa, thiện hiện, theo lời ông nói, như hư không, khoảng trước sau giữa đều bất khả đắc. Đại thừa cũng vậy, khoảng trước sau giữa đều bất khả đắc. Như vậy cho đến của bình đẳng ba đời vượt khỏi ba đời, cho nên gọi là đại thừa. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Đời quá khứ không, đời vị lai không, đời hiện tại không, ba đời bình đẳng. Ba đời bình đẳng không, vượt qua ba đời bình đẳng không. Đại thừa không, Bồ Tát không. Vì sao? Này thiện hiện, vì không, không có các tướng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cho đến trăm ngàn vân vân. Cho nên đại thừa bình đẳng của ba đời, vượt qua ba đời. Thiện hiện nên biết trong đại thừa đây, tướng đẳng, đều bất khả đắc. Tướng tham bất tham, tướng sân bất sân, tướng si bất si, tướng mạn bất mạn cũng đều bất khả đắc. Như vậy cho đến tướng thiện phi thiện, tướng hữu ký vô ký, tướng hữu lậu vô lậu, tướng hữu tội vô tội, tướng tạp nhiễm thanh tịnh, tướng thế gian xuất thế gian, tướng có nhiễm lì nhiễm, tướng sanh tử niết bàn cũng bất khả đắc. Tướng thường vô thường, tướng khổ phi khổ, tướng ngã vô ngã, tướng tịnh phi tịnh, tướng tịch tĩnh bất tịch tĩnh, tướng viễn ly cũng bất khả đắc. Tướng ở cõi dục, vượt ngoài cõi dục, tướng ở cõi sắc, vượt ngoài cõi sắc, tướng ở cõi vô sắc, vượt ngoài cõi vô sắc, các tướng như thế cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đại thừa này, tự tánh các pháp bất khả đắc. Thiện hiện nên biết sắc uẩn cho đến thức uẩn, ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của sắc uẩn cho đến thức uẩn, ở quá khứ vị lai hiện tại đều không, trong không đó sắc uẩn cho đến thức uẩn, ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc uẩn cho đến thức uẩn, ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của sắc uẩn cho đến thức uẩn, ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, nhãn xứ cho đến ý xứ ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của nhãn xứ cho đến ý xứ ở quá khứ vị lai hiện tại đều không, trong không đó nhãn xứ cho đến ý xứ ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của nhãn xứ cho đến ý xứ ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, sắc xứ cho đến pháp xứ ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của sắc xứ cho đến pháp xứ ở quá khứ vị lai hiện tại đều không, trong không đó sắc xứ cho đến pháp xứ ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của sắc xứ cho đến pháp xứ ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, nhãn giới cho đến ý giới ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của nhãn giới cho đến ý giới ở quá khứ vị lai hiện tại đều không, trong không đó nhãn giới cho đến ý giới ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến ý giới ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của nhãn giới cho đến ý giới ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, sắc giới cho đến pháp giới ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của sắc giới cho đến pháp giới ở quá khứ vị lai hiện tại đều không, trong không đó sắc giới cho đến pháp giới ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của sắc giới cho đến pháp giới ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, nhãn thức giới cho đến ý thức giới ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của nhãn thức giới cho đến ý thức giới ở quá khứ vị lai hiện tại đều không, trong không đó nhãn thức giới cho đến ý thức giới ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao?
Vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới ở quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của nhãn thức giới cho đến ý thức giới ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc tư. Thiện hiện nên biết, nhãn xúc cho đến ý xúc ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tự tánh của nhãn xúc cho đến ý xúc ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều không. Trong không đó, nhãn xúc cho đến ý xúc ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì nhãn xúc cho đến ý xúc ở quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của nhãn xúc cho đến ý xúc ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều không. Trong không đó, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, địa giới cho đến thức giới ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tự tánh của địa giới cho đến thức giới ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều không. Trong không đó, địa giới cho đến thức giới ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì địa giới cho đến thức giới ở quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của địa giới cho đến thức giới ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tự tánh của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều không. Trong không đó, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì nhân duyên cho đến tăng thượng duyên ở quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, vô minh cho đến lão tử ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tự tánh của vô minh cho đến lão tử ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều không. Trong không đó, vô minh cho đến lão tử ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử ở quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của vô minh cho đến lão tử ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tự tánh của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều không. Trong không đó, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa ở quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tự tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều không. Trong không đó, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ở quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc ư?
Thiện hiện nên biết bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện quá khứ vị lai hiện tại đều là không. Trong không đó, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết tám giải thoát chín định thứ đệ ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của tám giải thoát chín định thứ đệ ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, tám giải thoát chín định thứ đệ ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tám giải thoát chín định thứ đệ ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của tám giải thoát chín định thứ đệ ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết tịnh quán địa cho đến như lai địa ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của tịnh quán địa cho đến như lai địa ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, tịnh quán địa cho đến như lai địa ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tịnh quán địa cho đến như lai địa ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của tịnh quán địa cho đến như lai địa ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết cực hỷ địa cho đến pháp vân địa ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì cực hỷ địa cho đến pháp vân địa ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng
ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc, huống gì trong không có tự tánh của 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ vị lai hiện tại. Tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ vị lai hiện tại, tức là không. Tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc, huống gì trong không có tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc, huống gì trong không có tự tánh của trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, dị sanh thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của dị sanh cho đến Như Lai ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, dị sanh cho đến Như Lai ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì dị sanh cho đến Như Lai ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc, huống gì trong không có tự tánh của dị sanh cho đến Như Lai ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Vì ngã hữu tình nói rộng cho đến người biết người thấy bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện sắc uẩn cho đến thức uẩn ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc, sắc uẩn cho đến thức uẩn trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Trong bình đẳng, tự tánh sắc uẩn cho đến tự tánh thức uẩn ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc, huống gì tự tánh sắc uẩn cho đến tự tánh thức uẩn ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện nhãn xứ cho đến ý xứ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc, nhãn xúc cho đến